chứ. Nói rất rõ là tôi kéo fan của tôi đi thăm ông thầy Minh Huệ. Vậy thì quý vị nghĩ xem, để cho mày giải mã bằng ngược. Quý vị nghĩ xem, nếu như tôi là một người được quý vị yêu mến, tôi đi thăm ông thầy Minh Huệ, tôi vẫn kêu thầy là rất lịch sự nha quý vị, thì với cái sức hút của tôi đi lên trên đấy, và với cái sức hút của ông thầy Minh Tuệ tràn xuống đường, có phải là phá hoại xuống hay không? Quốc bất thường không quý vị? Tôi chưa bao giờ nói sai, và hôm nay tôi đưa bẫy ra và tôi nhờ chính quyền làm rõ. Bình đi, ai bình vào bình đi. Tôi đứng giữa trời, giữa đất, giữa hồn thiên sông núi này, không bao giờ tôi quay lưng lại với tổ quốc. Tuy tôi đi tù nhưng trái tim tôi luôn yêu nước thương dân. Sai bãi đến kêu tôi đi giải cứu ông Minh Tuệ, vậy thì ông Minh Tuệ tu hành đã được bảo vệ rồi thì tại sao phải giải cứu? Tại sao phải giải cứu và phải kéo fan của tôi đi là cái gì vậy quý vị? Nguyễn Phương Hằng tôi nói đã quất là không trượt phát nào. Tôi lại cái đoạn cô nói rằng là cô đã từng chứng kiến nhiều người bị tụi nó rủ rê và bỏ rơi. Thái độ của bà ấy, quý vị nhìn cho kỹ nè, và quý vị nghe tôi trả lời nè. Nhìn cho kỹ và quý vị phải tin rằng là tôi không bao giờ quất trượt phát nào. Tôi lại tại sao tôi mới vừa nhả một cái thôi mà nhảy đập lên là tại sao? Tại vì sau lưng họ là ai quý vị? Chửi tôi không thương tiếc, xúc phạm tôi không thương tiếc, nhưng cái đó không thành vấn đề đúng không? Và tại sao nhân cái dịp mà fan theo tôi, chẳng hạn như ngày tôi mở cửa hơn cả triệu lượt người kéo đến Đại Nam, và tôi tin chắc một điều, tôi xuất hiện ở đâu thì sẽ có người đi đó. Nếu như tôi không yêu nước thương dân, tôi lặng lặng tôi đi thăm đắng. Tôi lặng tôi đi thăm. Tôi lặng lặng tôi đi thăm thì có phải vô tình những người yêu thương tôi đi theo tôi không? Và kể cả tôi chỉ cần nói tôi đi thăm ông thầy Minh Tuệ thì hai bên đều có fan hết. Cho nên chúng ta phải hết sức là tỉnh táo, hết sức là tỉnh táo với những cái thế lực thù địch như thế này. Một góc nhạc bà này bị bắt ngay. Vậy thì quý vị chửi tôi cái gì? Lý do gì chửi tôi? Tôi mới nhá một câu thôi là vậy đành chửi tôi. Nào là quay xe, nào là cái lưỡi không xương, nào là sợ rồi, tôi sợ ai? Tôi đâu có sợ ai. Tôi là người yêu nước, tôi bảo vệ nhân dân, không lý do gì tôi sợ cả. Thứ hai nè, đây là một cái thuyết âm mưu không hề nhỏ. Bởi vì họ thao túng tâm lý mọi người được, chứ không thao túng được bà Nguyễn Phương Hằng. Tại vì sao? Đâm vào cái chỗ tu hành là cái chỗ nhạy cảm nhất, không ai muốn đụng. Tôi đâu có muốn đụng đâu quý vị. Tôi mới tù về tôi đâu có muốn đụng làm gì. Nhưng rõ ràng họ tự tin và chủ quan rằng tôi sẽ theo họ, nhưng không bao giờ tôi quay lưng với đất nước. Đó, bây giờ tôi đưa hình ảnh lên rõ ràng là chắc chắn là cơ quan sẽ làm việc, đúng không? Quý vị thấy Trung Quốc có trường không ạ? Vậy thì quý vị thương tôi đâu có sai. Hôm nay những người đã chửi tôi, xúc phạm tôi, tự giả vào mặt mình. Đúng rồi quý vị. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trong đất nước này sẽ thấy đây là một sự thất bại đau đớn, nhục nhã ê chề khi mà mồi chày tôi không phải là một con người như thế. Họ tưởng rằng là tâm lý của tôi sẽ bị đau khổ, sẽ bị hận thù. Bảy khóc, bảy tạo một hiệu ứng. Sau đó bảy lấy tay che lại. Và tôi lắng nghe. Tôi nói không. Quý vị thấy cái biểu cảm của tôi không? Tôi không. Và cuối cùng tôi đưa tay như thế này. Rồi, đến nơi nguy hiểm. Bảy đã nói tất cả những gì sự thật. Và tôi cũng mong là công an vào cuộc sớm. Tôi đã từng nói với quý vị rồi, tôi đã ở trên đỉnh cao, không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất. Và họ đã tìm tới tôi như một cú cánh vì họ hết đường rồi. Bây giờ thầy Minh Tuệ đang tu rất là yên ổn, đúng không? Được bảo vệ rất là yên ổn, được tu tới nơi tới chốn, thì tại sao phải đi giải cứu? Tại sao đi
chửi tôi đâu không quý vị. Cho nên kiểu gì tôi đã nói rồi, Nguyễn Phương Hằng tôi không bao giờ nói và chói chơi và chạy. Đó là ngày hôm nay tôi giải mã cái câu quốc không trường phát nào. Và đó cũng là cái ý nghĩa của câu nói quốc không trường phát nào. Cô đã viết mà được tua lại nhiều lần được kinh thấy rõ được về cái ai đúng ai sai không được thế nào thì quý vị cũng đã rõ. Và ở đây thì cô Hằng thân mến, thời gian vừa qua thì cũng có khá là nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tất nhiên là những người yêu mến cô rất là nhiều thì khen có, ủng hộ có, nhưng đâu đó có những người là bị kích động này, bị chê có, xúi dục có. Thì không biết là như vậy cô cảm thấy có buồn không ạ? Thật sự ra thì khi mà cái drama này bắt đầu nổ trở lại thì tôi cũng không ngại nói với quý vị rằng là tâm linh là có thật. Bỗng nhiên trên điện thoại của tôi nó xuất hiện tất cả những hình ảnh và tin nhắn của thằng Đỗ Hoàng Yên. Và tôi sẽ kiện lại cái pháp lý này với tất cả những người xúc phạm tôi. Tâm linh là có thật nha quý vị. Mặc dù lúc đó cái điện thoại của tôi bị bên bộ công an xóa sạch, nhưng bỗng nhiên nó xuất hiện lại tất cả các tin nhắn. Và tôi sẽ đi vào con đường pháp lý với những người đã làm cho tôi khổ đau. Tôi chết tôi cũng phải đòi lại sự danh dự cho tôi. Đây là một cái drama thứ hai. Tôi đã đi một lượt rồi thì tôi phải đi về. Có đúng không quý vị? Danh dự là thiêng liêng nhất. Không phải mọi người là vô cớ chửi tôi mà thấy tôi im lặng là tôi sợ. Không phải đâu. Tôi đã nói rồi, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Bỗng nhiên tôi đi giúp dân, tôi làm những điều tốt cho dân mà xúm nhau chà đạp tôi, chửi rủa tôi, xúc phạm tôi. Tôi có công bằng gì với tôi đâu. Và hay thật quý vị, hôm qua anh Dũng nói rằng ngày mai em live stream chắc chắn là trời sẽ đổ mưa. Đúng thật luôn, hôm qua ông Dũng là môi nói thật xác lắm cho quý vị. Đúng không anh Quỳnh Quý Dũng? Mời anh lên đây. Ông Quỳnh Quý Dũng nói rằng khi em live stream trời sẽ đổ mưa. Tâm linh là có thật. Tôi sẽ khôi phục được tất cả những tin nhắn thằng Đỗ Hoàng Yên lừa đảo tôi như thế nào. Tôi hồi phục lại tất cả. Và cái đời ba thứ hai sắp sửa xuất hiện nha quý vị. Sắp sửa nha. Rất là đông ngày hôm nay. Anh Vũ ơi, em quỳ lại anh. Em lại anh là bởi vì anh nói em là khi livestream trời sẽ đổ mưa. Đúng, mưa thật đang mưa. Có lẽ là ông trời thấu hiểu được sự khổ đau của tôi đó quý vị. Nước mắt và máu tôi đổ xuống. Một lòng tôi yêu nước thương dân. Tôi không bao giờ tôi quay lưng lại lại với đất nước, với nhân dân. Là trời đã chứng cho tôi. Quý vị thấy không, tất cả những tin nhắn xóa hết, bỗng nhiên hôm nay nó hồi phục lại tất cả. Và cuộc chiến pháp lý sẽ bắt đầu. Cô Hằng ơi, nếu như vậy thì ở đây chúng tôi cũng muốn được hỏi là những người là những cái khổ đau suốt 2 năm rưỡi cách ly vừa qua, thì tại sao là sau 2 năm rưỡi mà có rất là nhiều biến cố như vậy thì cô vẫn quyết định là mở lại quỹ trái tim Hằng Vũ ạ? Kính thưa quý vị, tôi đi tù 2 năm rưỡi tôi học được một chữ nhẫn. Một là nhẫn nhịn, hai là nhẫn tâm. Nhưng tôi nhẫn nhịn chứ tôi không nhẫn tâm. Bởi vì trong tôi luôn dào dạt tình yêu thương đối với trẻ em nghèo bệnh tật. Và buồn lắm chứ quý vị, hôm qua tôi có nói là khi tôi xa, cách xa gia đình, tôi nhớ chồng, nhớ con, nhớ tất cả những người thương mến tôi. Rồi khi tôi vừa về, tôi lên mạng xã hội thì bao nhiêu kẻ đã tấn công tôi. Mục đích quá rõ ràng, đúng không? Mục đích quá rõ ràng, họ gớt đó lại thành một chùm để tiếp tục tấn công tôi. Thì quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ tôi nói thêm một cái nữa nè. Riêng cái chuyện ông thầy Minh Tuệ, tôi kêu thầy là tôi đã quá lịch sự rồi nha. Bỗng nhiên á, ông Du Tánh Du Lý gì đó, ông thích vùng lọt khe đó, lại chửi tôi. Bây giờ anh ấy là thích lọt khe, còn tôi là thích ảnh ghê. Đó, chửi tôi sạch mặt. Và đặc biệt là luật sư và giới báo chí hợp tác nhau để chửi tôi. Vì mục đích gì quý vị có hiểu không? Quý vị thấy không? Đúng như là anh Dũng tiên tri. Mưa thật. Mưa thật quý vị ơi. Chú nói lần nào cũng như lần đó. Đúng mưa thật luôn. Dạ.
Bây giờ thế này ạ, nếu như mưa nhỏ nhỏ thì mình còn có thể là tiếp tục mình chia sẻ. Còn nếu mà chẳng may mà mưa lớn quá như là lời chú Dũng thì cũng không sao cả quý vị ơi. Chúng ta sẽ tạm ngưng một chút xíu để mà mình có thể quay trở lại giây phút. Còn bây giờ thì ý kiến thẳng nào ạ? Có chơi không quý vị? Quý vị hết lòng thì tôi hết dạ. Cho nên tôi nói thêm một điều. Một con người sinh ra nó phải có một cái nhân cách, cái cốt cách từ một con người. Họ mưu nếu tôi đủ trò, họ làm nhục tôi đủ kiểu, nhưng tôi vẫn hiên ngang sống và tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm. Và quý vị thấy tôi vừa lên tôi nó muốn không trượt phát nào thì các họ nhóm nó cấu kết lại, nó cấu xé tôi vào ngày hôm nay tôi phát nó. Ta hát vang lên, ngàn lời chúc phúc như hoa nở trên thềm. Ngày hôm nay nắng lung linh, chúc chị em mình mãi xinh tươi lung linh, lung linh. Chúc mừng ngày hội hôm nay, chị em đẹp xinh như mây bay cao vươn xa. CEO Phương Hằng đỉnh cao, sáng như tài năng chị em ta tự hào. Lửa nhiệt huyết lan tỏa khắp nơi đây. CEO Phương Hằng mãi mãi vững vàng, chúng ta sẽ